Chỉ vì cô gái phục vụ đang mang thai lên nhầm món cho khách, khiến cho bà lão trăm tuổi mở miệng nguyền rủa đứa con trong bụng cô. Con của cô sẽ bị chết cháy. Bà nói gì vậy? Đứa con đáng chết đó của cô sẽ bị chết cháy. Điều này làm cho Anna tức giận đập mạnh xuống bàn rồi rời đi, mà bà lão không hề nể mặt tiếp tục tự nói. Tất cả trẻ sơ sinh đều sẽ chết cháy. Người phụ nữ đang ăn tối nghe vậy đang muốn mở miệng ngăn bà cụ lại. Câm mồm đi con đĩ ngu ngốc, cả ngày chỉ biết phàn nàn. Cái gì? Tận mắt nhìn vợ mình bị người khác ác ý mắng chửi chồng liền rất tức giận, lập tức đứng dậy muốn đi qua lý luận với bà cụ. Kết quả, nhìn thấy người đàn ông bịt cổ ngã phịch xuống đất, lập tức dọa cho mọi người chết đứng. Không ngờ bà lão lật bàn. Các ngươi đều phải chết. Đầu chọc thấy vậy liền lấy một cái chảo ném về phía bà cụ. Không ngờ bà lão không sao, sau đó xoay cổ rồi phi thân trèo lên trần nhà. Ông chủ thấy vậy vội lấy súng bắn về phía bà cụ, kết quả không bắn trúng phát nào. Bị chọc giận, bà lão liền nhảy đến phía sau lưng ông chủ, tát mạnh khiến ông ấy ngã vật, khẩu súng cũng rơi xuống mặt đất. Mai thấy vậy vội vàng nhặt súng lên nhắm vào bà cụ. Bắn bà ta, bắn đi. Vào lúc khi Mai do dự, bà lão mở to cái miệng máu xông về phía anh ta. Khi anh ta chờ chết, phía sau nổ ra 3 tiếng súng, bà cụ ngã xuống đất. Mai phát hiện là đầu chọc ở sau ra tay cứu anh ta một mạng. Sau đó mọi người đem người đàn ông bị cắn cổ lên xe, đang định đưa đến bệnh viện gần nhất chữa trị. Đúng lúc mọi người vừa lái đi không bao xa, đột nhiên bầu trời trước mặt bao trùm một màu đen. Khi mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một đàn côn trùng bay về phía chiếc xe. Do ruồi bu dày đặc trong xe, bọn họ chỉ đành quay trở lại nhà hàng tiếp tục tránh qua tai họa. Ông chủ ra đón họ nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trên bầu trời, bỗng có linh cảm chẳng lành. Rất nhanh đàn ruồi trên bầu trời đã bay đi, một chiếc xe cảnh sát từ phía xa chạy đến. Thấy một người đàn ông xa lạ xuống xe, ông chủ bị bà lão dọa cho có lòng nghi ngờ, lập tức cầm súng nhắm vào đầu anh ta. Đừng yên, nhe răng ra tao xem. Thấy người đàn ông không có răng nhọn như bà lão, mọi người mới yên lòng. Không ngờ người đàn ông phản kích cướp khẩu súng trong tay ông chủ, nhưng may mắn anh ta không nổ súng mà xoay người lại. Chúng tới rồi. Anh ta trả lại khẩu súng cho ông chủ và lấy vũ khí ra khỏi cốp xe phân phát cho đám đông, để họ chuẩn bị phòng thủ cho trận chiến tối nay. Họ hoang mang cầm vũ khí trong tay, bọn họ không biết mình phải đối mặt với cái gì, nhưng vẫn là phối hợp nỗ lực đem tất cả cửa của quán ăn bịt lại. Làm xong họ bắt đầu cảnh giác, đột nhiên phía xa xuất hiện một chiếc xe đâm thẳng qua đây. Sau đó một người mặc đồ vàng từ từ đi đến trước cửa. Chỉ thấy tay chân anh ta giống như plastic kéo dài ra mấy mét, chỉ thấy tên teo tóp này mở rộng miệng xông về phía bọn họ. Sau một loạt đạn, tên teo tóp ngã xuống đất, chưa kịp thở phào phía xa từng đoàn xe lại từ từ đến gần. Thấy có nhiều con quỷ trong xe, một vài khẩu súng rõ ràng không phải đối thủ. Thấy vậy Miller vội vàng nhặt khẩu súng phóng tên lửa. Dưới hỏa lửa mãnh liệt của họ, hơn một nửa đoàn xe đã bị phế. Những con rối quỷ còn sống sót liền xuống xe lập tức đến chỗ nhà hàng. Đầu chọc thấy vậy vốn muốn khai hỏa áp chế, nhưng khi anh ta nhìn thấy trong đám quỷ có một cô bé thì đứng hình mãi không nổ súng. Lúc này Miller lớn tiếng nói với họ rằng những người đã mất ý thức và hoàn toàn biến thành con rối, mọi người mới nổ súng tàn sát bọn chúng. Nhưng con rối quỷ nhiều mà sức người có hạn, đã có những con cá lọt lưới. Đột nhiên cửa sổ nhà hàng bị đập vỡ, con rối quỷ xông vào kéo đi người đàn ông bị thương ở cổ. Mọi người vội vàng đến cứu. Anna không ngờ bị một con rối quỷ nắm lấy cổ tay. May mắn Miller kịp thời chạy đến cứu viện. Mọi người liều mạng phản kích, rất nhanh đám rối quỷ bị đánh cho sợ hãi chỉ đành rời đi. Đầu chọc thấy vậy vô cùng cao hứng, nhưng Miller lại nói mọi chuyện vừa rồi mới chỉ là thử thách của thượng đế, chiến đấu thực sự vẫn chưa bắt đầu. Mọi người nghe xong liền hoang mang, họ liền vội vàng hỏi Miller toàn bộ câu chuyện. Hóa ra thượng đế vì bất mãn với loài người ngày càng sa đọa, vì vậy phái một đội quân thiên thần cố gắng loại bỏ con người. Nhưng Miller là một trong bốn thiên thần có ý kiến bất đồng với thượng đế. Anh không nỡ nhìn loại người đoàn kết thân ái với nhau như vậy biến mất, vì vậy Miller lựa chọn phản bội ý của thượng đế một mình chiến đấu. Anh bay xuống trần gian, cắt đi đôi cánh của mình, mà anh ta chạy đến nhà hàng chính là vì thai nhi trong bụng Anna. Vì nó là háo thân của Chúa Giêsu, đó cũng là hy vọng duy nhất cho sự tiếp tục của nhân loại. Sau khi biết được sự thật, khuôn mặt của mọi người đầy hoang mang và họ nhớ lại trải nghiệm ngày nào. Lúc này trong thâm tâm họ biết rằng điều họ phải đối mặt tiếp theo sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Hôm nay người phụ nữ đang ngủ bị tiếng hét thảm ở bên ngoài làm ồn tỉnh, khi nhìn qua cửa sổ thấy chồng bị trói vào thập tự giá. Thấy vậy người phụ nữ bất chấp sự ngăn cản của mọi người mở cửa muốn đi cứu người, không ngờ đây là ý của thượng đế. Để ngăn cản, người phụ nữ Lao Hay vội vàng đuổi theo. Ngay lúc cơ thể người đàn ông nổ tung, Lao Hay đã kịp thời đỡ lấy người phụ nữ và bảo vệ cô ấy ở phía sau. Sau đó đỡ người phụ nữ vào nhà, kết quả anh ngã phịch xuống, mà sau lưng anh đã bị ăn mòn đến tận xương. Nhìn thi thể của Lao Hay, mọi người đều hiểu rõ đây là thông điệp cuối cùng của thượng đế. Nửa đêm một chiếc xe từ từ chạy đến, sau khi dừng một tài xế xuống xe chuẩn bị đổ xăng. Thấy trong xe còn có một cậu bé, đầu chọc liền thả lỏng cảnh giác, ai ngờ rối quỷ mai phục ở đây đột nhiên xông đến. Đầu chọc thấy vậy vội nổ súng ra hiệu người đàn ông rời đi, nhưng đã muộn, chỉ thấy tên rối quỷ lái xe đâm bay người đàn ông. Làm xong bọn chúng xông lên bắt cậu bé đi. Đầu chọc không hề nghĩ nhiều nhảy xuống muốn chạy đến cứu cậu bé, không ngờ một màn này đều là bọn chúng tự biên tự diễn. Khi đầu chọc xông đến đánh bay bọn chúng ôm cậu bé chuẩn bị rời đi, ai ngờ trong miệng cậu bé phát ra âm thanh cười nhạo.
thấy đâu chọc ngã trong vũng máu đồng bạn lập tức nhảy xuống. Khi cô chạy đến chỗ cậu bé cầm súng muốn hạ gục cậu bé, không ngờ súng hết đạn. Cô chết chắc rồi. Nói xong, một nhóm rối quỷ đổ xô đến chỗ cô gái. May mắn cô gái có kỹ năng này đủ nhanh để kịp thời trốn vào xe tránh khỏi một màn này. Miller thấy vậy cầm hai khẩu súng xông qua. Nhanh chóng hạ gục một đám rối quỷ, sau đó Miller lấy vòi xăng ra, sau đó mở công tắc rồi nổ súng, chỉ thấy bọn rối rỉ bị thiêu đến không còn manh giáp. Miller đánh vỡ cửa kính mở cửa xe ô tô, cứu được cô gái ra ngoài. Đồng thời lúc này vì kinh sợ Anna có dấu hiệu sinh non, thông qua đau đớn đấu tranh, hóa thân của Giêsu cũng chào đời. Cùng với tiếng khóc của đứa bé, nhóm rối quỷ ở bên ngoài đột ngột bị tạm dừng. Nhưng Miller ý thức được Thượng Đế sẽ không dừng tay, vì vậy anh kêu mọi người lại bảo họ nhanh đi trốn. Không ngờ vừa nói xong bên ngoài xuất hiện một đạo ánh sáng. Chỉ thấy tổng lãnh thiên thần Gabriel từ từ bước đến, ông chủ trợn tròn mắt không tin được. Ông chủ cầm súng điên cuồng bắn, kết quả toàn bộ đạn bị đôi cánh sắt thép đánh bay. Ông chủ ngược lại bị cánh của thiên thần đâm lủng bụng. Miller thấy vậy vội vàng bảo mọi người đưa đứa bé đi. Lúc này bên ngoài dày đặc rối quỷ cúi đầu đứng yên lặng. Ba người ôm đứa bé cẩn thận đi qua bọn họ, sau đó lái xe vội vàng chạy thoát. Mà Miller ở lại chiến đấu với Gabriel, nhưng đối mặt với thiên thần mạnh mẽ, Miller không còn đôi cánh không phải là đối thủ của hắn ta. Chỉ thấy anh bay lên sau lưng của Gabriel liều chết siết chặt cổ của hắn ta. Ai ngờ Gabriel nhặt rìu của thiên sứ lên, khởi động cơ quan, Miller bị đâm xuyên qua tim. Mắt thấy thi thể của Miller tiêu tán, Gabriel tiếp tục đuổi theo đứa bé, đi ra đến cửa phát hiện ông chủ còn sót hơi tàn vẫn chưa chết. Xin lỗi, chúng tôi phải đóng cửa rồi. Rất nhanh Gabriel đã đuổi kịp chiếc xe và hạ cánh xuống trần xe. Mai thấy vậy đầu tiên đạp mạnh ga sau đó phanh gấp, Gabriel lập tức bị đánh bay mấy chục mét. Chiếc xe cũng mất kiểm soát bất ngờ bị lật và rơi xuống mương, nhưng may mắn thay, cả người lớn và trẻ em đều bình an. Họ vội di chuyển để tránh sự truy đuổi. Rất nhanh Gabriel bay trở lại sông về phía bọn họ. Hắn ta đánh bay Mai sau đó muốn đi qua cướp đứa con trong tay Anna. Mắt thấy mình bị ép đến đường cùng, thời khắc nguy cấp trên bầu trời xuất hiện quang mang, chỉ thấy Miller mang theo đôi cánh thiên thần chặn trước mặt Gabriel. Vì chấp niệm của anh khiến Thượng Đế cho anh sống lại, đi đến ngăn cản Gabriel. Miller đã khôi phục thần lực bùng phát sức mạnh, chỉ một đao đã nhẹ nhàng xuyên qua ngực Gabriel, giải quyết anh ta sạch sẽ. Sau đó đảm bảo cho Anna và đứa trẻ đã an toàn liền vỗ cánh bay lên bầu trời. Phim đến đây là hết.